Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị nghe thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 27 tháng 8 đến 18 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 40 ca so với ngày 27 tháng 8. Phân theo yếu tố dịch tễ, tách dương sàng lọc 14 ca, F1 tri vết 10 ca, cách ly tập trung 12 ca, trong khu phong tỏa 5 ca, phân theo nơi cư trú. Thị xã Hòa Thành 10 ca, tăng 8, địa chỉ ở Long Thành Bắc. Thị xã Trảng Bàng 9 ca, giảm 27, trong đó An Tịnh 4 ca, Gia Lộc 2 ca, Lộc Hưng 2 ca, Phương Trảng Bàng 1 ca. Thành phố Tây Ninh 7 ca, tăng 2 ca, trong đó Bình Minh 1 ca, Hiệp Ninh 2 ca, Phương 4 1 ca, Thành Tân 3 ca. Huyện Châu Thành 6 ca, tăng 2 ca, trong đó Ninh Điền 1 ca, Thành Long 4 ca, Thị trấn Châu Thành 1 ca. Huyện Gò Dầu 6 ca, giảm 2 ca, trong đó Bảo Đồng 1 ca, Thanh Phước 5 ca. Huyện Chương Minh Châu 1 ca, không tăng giảm, địa chỉ ở Suối Đá. Huyện Tân Châu 1 ca, giảm 16, địa chỉ ở Thành Đông. Ngoài tỉnh 1 ca, Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh chạy BCA Dương trong khu cách ly. Theo số liệu cập nhật trên phần mềm quản lý xét nghiệm, kết quả lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm trong ngày 28 tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cập nhật đến 17 giờ 30 phút, dương tính qua test nhanh 4 ca, trong đó thành phố Tây Ninh 3 ca, Tân Châu 1 ca. Sau 3 ngày tổng sàng lọc được 2, tổng cộng phát hiện 100 ca dương tính qua test nhanh. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 5.411 ca, đang điều trị 1.974 ca, đã điều trị khỏi xuất viện 3.350 ca. Trong đó, ngày 28 tháng 8 năm 2021, 169 ca, tử vong 87 ca, trong đó ngày 28 tháng 8, 1 ca cách ly tập trung 1.908 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 5.158 người. Tính đến ngày 28 tháng 8, tỉnh đã thiết lập 542 vùng phong tỏa, đã kết thúc phong tỏa 331 vùng. Tình hình tiêm vaccine, tính đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh đã tiêm được 206.232 liều trên 209.320 liều từ phân bổ của Bộ Y tế, trong đó mũi 1 181.746 liều, mũi 2 24.486 liều, đạt tỷ lệ 98,52%. Do tỉnh tập trung tổng sàng lọc xét nghiệm đợt 2, nên số vaccine còn lại là 3.088 liều trên 5.850 liều nhận ngày 23 tháng 8 năm 2021 sẽ tiếp tục tiêm. Tình hình an ninh trật tự trong thực hiện giãn cách của các địa phương. Trong ngày, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã phát hiện lập biên bản vi phạm 114 trường hợp, từ khi thực hiện chỉ thị 16, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7.832 trường hợp. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, trong ngày 28 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ 2.069 người với số tiền 2 tỷ 836 triệu 120 ngàn đồng. Tổng số tiền đã chi hỗ trợ đến ngày 28 tháng 8 năm 2021, 16.164 người với số tiền 24 tỷ 323 triệu 710 ngàn đồng. Tính từ khi thực hiện chính sách đến ngày 28 tháng 8 năm 2021, tổng cộng đã chi hỗ trợ 22.826 người với số tiền 34.649.190.000 đồng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thân mến, chào tạm biệt.